Lan chưa bao giờ một lần thất tình. Không bao giờ có người yêu đâu mà được cơ hội thất tình. Hả? À, Lan á, có quen một đối tượng. Ừ, được bao lâu rồi? 5 tuần. Siêu âm chưa ra đâu. Hả? Gì? What? Hay là mình rủ lòng thương mình giúp cho họ nên duyên không ta? U sầu mắt nâu, người đâu hờ hững. Bước đi lẩn thận, đích thị tương tư. Bụp ơi! À, Hoàng ơi! Hoàng làm Lan bàng hoàng quá Hoàng! Tại sao Hoàng đoán đúng dữ vậy Hoàng? Đơn giản thôi, phụ nữ tuổi của chị mà chưa chồng thì chỉ có 2 nỗi sầu. Nỗi sầu thứ nhất là sầu tương tư. Nỗi sầu thứ hai là sầu thất tình. Ấy, Lan chưa bao giờ một lần thất tình. Không bao giờ có người yêu đâu mà được cơ hội thất tình. Hả? Hoàng nói gì? Em có nói gì đâu. Mà sao nè, kể em nghe coi. Chuyện gì? Để Lan kể cho mà nghe. À, Lan á, có quen một đối tượng. đi ăn kem dừa Thái Lan một lần. Trời ơi, U50 mà hẹn hò như tuổi Oma vậy má. Nói chuyện hạp dữ lắm. Vậy là được rồi. Tuổi sẽ chiều như chị mà tìm được người nói chuyện hạp là cũng được rồi. Chứ giờ để gì nữa. Nói cái gì vậy? Không có nghe. Trời thôi nhưng mà Lan thấy chưa được. Sao chưa được nữa rồi? Ý là sau đó rồi có xin số điện thoại. Không có cho số điện thoại. Rồi địa chỉ nhà. Có cho địa chỉ. Được rồi, có địa chỉ nhà cũng được. Anh rảnh anh qua rước đi chơi. Cho địa chỉ công ty. Rồi rước dâu ở đây. Không cần. Là nó cứ linh đình là múa lưng lên tới lầu 3 hả? Không phải. Đây nè, nói cho Hoàng nghe nè. Mình mà cho địa chỉ nhà đó là hả, người ta sẽ hiểu lầm là mình có ý gì với người ta. Đó, người ta quánh bấy nhân phẩm là làm sao. Phải cho địa chỉ công ty để khi mà lỡ mà ảnh có muốn thích mình đó, cái ảnh tặng quà hay là ảnh gửi thơ gì đó. Ở đây là chỗ công cộng mà. Đó, tai mắt nhiều, có nói chuyện thì cũng không buông những cái lời lẽ sổ sàng với Lan. Lan bị tổn thương. Rồi được bao lâu rồi? 5 tuần. Siêu âm chưa ra đâu. Hả? Gì? À, thì bây giờ nè. Sao? Rồi chuyện hai người bây giờ là chị cứ dạy hoài tiến tới luôn đi. Thì nói chung là cũng thích lắm. Tại vì nói chuyện hạ. Mà ảnh tướng tá cũng được. Thì đó, dễ nhìn. 8 điểm. Rồi 3 điểm giờ hốt chị phải mừng đi đó. Thôi 8 điểm mà không chịu nữa. Chưa có đủ. Mắc gì không được đi. Nói nghe nè, thời buổi này á, trâu đi tìm cọp chứ cọp nào đi tìm trâu. Lan ơi, có bao nhiêu? Bao nhiêu? 60 năm cuộc đời. 60 năm. Nhưng Lan bây giờ Sao? Đã ngót nghét 50. Nên không được hát nữa. Cấm nói tới tuổi của Lan. Lan bị tổn thương. Chúc bình an. Nhưng mà nghĩ lại cũng thấy tội thì. Hay là mình có nên rủ lòng thương mình giúp cho họ nên duyên không ta? Alo. Hồng ơi. Hoa đâu vậy? Cái này gọi là hoa. Ê, cái gì vậy? Đem xa ra. Đem qua đây cho tôi nè. Trời ơi, nhìn không biết cái này hả? Là hoa. Tiếng Anh là flower. Biết của chị đó chị. Của chị đó. Trời ơi. Chị gửi mua giùm hả? Có người tặng cho chị đó. Lan không hề mua nha. Lan rất là bất ngờ luôn đó nha. Nhưng mà vậy nè, người ta giấu tên. Hả? Giấu tên đưa tới cho em á, rồi nói là gửi cho chị á. Có nghĩa là không biết là ai sao? Hoa hồng nữa nha, tượng trưng tình yêu. Thôi kìa, đọc đi. Ôi kìa. Trời ơi. Đọc đi. Có một tấm thiệp. Thiệp viết gì vậy ta? Phải đọc mới biết được. Đọc nha. Thiệt là ganh tị luôn á. Chào em Mộng Lan. Trời. Chắc em bất ngờ lắm khi nhận được bó hoa này. Bất ngờ quá mà. Ngày hôm đó, sau khi gặp em về, anh đã trằn trọc cả đêm, không biết em có mỏi chân không
chứ em cứ đi lại mãi miết trong giấc mơ của anh. Ngôn tình quá. Ngôn tình cái gì? Sao tối không ngủ? Đi đâu trong đầu người ta vậy bà? Ủa, cái con người không có một chút xíu lãng mạn nào luôn á. Người ta nói ở đây là người ta đang trừu tượng hình ảnh một cô gái cứ đi lần vờn trong đầu người ta, trong tim người ta, trong trí nhớ ký ức của người ta, đúng không chị? Đúng rồi. Chị, ảnh có phải là nhà văn không? Không biết nữa. Hay là nhà thơ? Cũng không biết luôn. Trời ơi, tình cảm mà mùi mẫn quá à. Ôi, ước gì em cũng có một chàng bạch mã hoàng tử như vậy, đi lần vờn trong tim của em, cũng tặng em một bó hoa và nói với em những lời ngọt ngào ấy. Ôi, gì? Trâm Anh, bít cửa đi em. Cái thay của em á, cái cửa còn không qua được. Đừng có nói là vô nghe chưa. Còn không? Còn viết gì nữa không? Ý, vẫn còn một đoạn nữa. Đọc đi. Viết gì vậy ta? Phải đọc mới biết được. Anh đã suy nghĩ rất nhiều, làm sao để tiếp cận em cho phải phép. Hy vọng những đóa hoa này có thể thay những gì anh muốn nói và không quá sổ sàng đối với một cô gái lãng mạn, tinh tế như mộng lan. Trời ơi, lan đổ rồi. Trời ơi, chị ơi chị, thiệt á, bây giờ nè, chị nhìn em đây, nhìn em, nhìn nè nè, da gà nó cục 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 như nó sải vậy đó, trời đất ơi. Thôi mà, thích quá, thích quá. Nhìn mặt kìa chị, nhìn mặt kìa, khoái kìa, khoái kìa. Ấm chị. Sướng lắm đúng không? Sướng. Mãn nguyện lắm đúng không? Mãn nguyện, nhưng mà không được. Ủa sao sao nói với em, người ta chỉ cần ngỏ ý là bây giờ không được là sao? Phải, bây giờ mình đừng có vội vã. Tại biết sao không, Lan là con gái mà, thì mình phải giữ cái giá của mình. Chứ mà mình sổ sàng quá, mất giá của Lan làm sao? Trời ơi chị 50 tuổi rồi mà chị còn giữ giá giờ này nữa chị. Hoàng, Hoàng đừng có nói như vậy, Lan tổn thương đó Hoàng ơi. Biết sao không, Lan cũng thích ảnh, nhưng mà bây giờ ảnh tặng quà như vậy, có lẽ là ảnh rất là mê Lan rồi. Cho nên Lan phải theo ông bà xưa mình có câu là phải để mở, nó treo miệng mèo, để cho ảnh mê hơn nữa mà. Trời đất ơi chị ơi, ngày xưa chị là còn là cục mỡ, còn bây giờ chị nhìn lại cái mặt của chị đi. Mỡ trời mà. Ơi, chị để con chim nó đậu lên mặt của chị hay sao mà giờ vết chân chim đầy mặt như vậy. Bây giờ không còn là cục mỡ nữa mà nó teo tóp là thành cục tóp mỡ rồi. Mà cứ suốt ngày treo hoài à, làm giá gì chừa thôi. Trời ơi Hoàng ơi, Hoàng, tại sao Hoàng lại nói như vậy làm tổn thương? Tại sao? Hả? Tại sao gì mà tại sao? Cứ nói người ta trà, rồi cứ nói người ta là gì tốt mỡ, rồi nói người ta mất giá. Hoàng đó nha. Hay là Hoàng thấy Lan có quà mà Hoàng không có, Hoàng ganh tị. Nghĩ sao mà tôi ganh tị với bà hả bà? Trời đất ơi bà ế thấy bà mà nghĩ sao vậy? Hả? Cái hoa này nè là tôi tự tôi đặt, tôi đem thì tôi tặng cho bà đó. Hả? Để cho bà tưởng là bà có người thích bà, ngỏ ý với bà cho bà thoát ế đó bà nội. Cái gì? Hoa này? Hoa tặng? What? Ừ. Trời ơi. Nói dối. Hoa đơn này bà. Nè, nhìn đi nè, hoa đơn ghi tên tôi rõ ràng nè. Nguyễn Văn Huy Hoàng. Đó, đặt shop online nè, shop online người ta giao tới địa chỉ công ty mình nè. Đó đó đó, gửi qua tình yêu cho Mộng Lan. Tại sao Hoàng nỡ đối xử với Lan như vậy? Trời ơi, Lan tổn thương, tại sao lại nỡ đối xử với tôi như vậy? Làm ơn mắc quán à. Đúng rồi, giúp người làm ơn giúp cho nó tới đi. Giúp gì mà nửa chừng, xong tự nhiên tự khui ra, tự nói tự gai luôn vậy trời. Ôi nãy giờ chị không thấy hả? Trời ơi em làm hết tình cảm với bả luôn rồi. Bây giờ nè chị nói vậy nè đó, còn làm giá vậy nữa. 50 tuổi rồi mà giữ giá giữ gì giữ vậy. Già mà còn kén. Khó khăn, giúp người ta thì giúp đại đi. Alo. Alo, dạ, có phải anh Hoàng không ạ? Phải, mà ai đó? Dạ, em bên chỗ giao bông đó anh. Giao bông hả? Nè, tôi ghi rõ nha là tên tôi á là Nguyễn Mộng Huy Hoàng. Mà tại sao ghi qua là Nguyễn Văn Huy Hoàng vậy hả? Tại sao đổi chữ Văn thành chữ Mộng, đổi chữ Mộng thành chữ Văn người ta? Tại sao? Tại em thấy
đàn ông phải văn chứ đàn ông ai mộng anh. Rồi tự nhiên gọi lại cho tôi làm chi? Hả? Ủa? Anh ơi, em chưa giờ giao cho anh hết trơn á. Bây giờ em mới giao nè. What? Hoa của anh, em còn đang cầm trên tay em nè. Hoa của tôi bạn còn cầm trên tay, chưa tới đây. Dạ đúng rồi, anh nhận hoa của ai á hả? Vậy còn cái hoa này không phải là bạn giao tới? Dạ không phải. Giờ thôi vô tờ, giờ tôi giải quyết vậy nè. Bạn có bạn gái rồi? Em có vợ ba con rồi. Được, quá tuyệt vời luôn. Đem bó bông á rồi về tặng cho vợ đi, hâm nóng tình cảm gia đình luôn nghe. Lâu rồi không có tặng bông cho vợ đúng không? Đi giao bông người ta không mà đúng không? Đúng không? Dạ. Tôi tặng á, tôi tặng coi như nãy giờ là tôi làm phiền, tôi không nghe điện thoại, tôi làm trễ giờ của cậu. Giờ tặng cho vợ đi. Cảm ơn anh, vợ em thích bông nha. Bà cố em thích, để về em tặng bà cố em. Dạ, cảm ơn anh. Rồi cho gửi lời thăm bà cố. Lộn. Người thương bá thiệt. Tôi sai á, tôi sai, ở đây tôi sai là phải có người nói, chỉnh đốn tôi lại. Ngồi yên ăn vậy rồi, để tôi phạm sai lầm hay sao? Nói gì đi trời, tàn hình đó trời. Talking about you. Nãy giờ ngồi im không phải là tàn hình. Ngồi im đó là muốn nói, thật sự trong lòng muốn nói mà ngoài miệng không có dám nói. Mà ngoài miệng không có dám nói nhưng mà thật sự trong lòng rất muốn nói. Trong lòng muốn nói dữ dằn mà ngoài miệng không dám nói. Mà đã ngoài miệng đã không dám nói thì trong lòng là rất khao khát nói. Bây giờ tính tóm lại á là ngoài miệng là không dám nói mà trong lòng khao khát nói. Mà đã khao khát nói mà ngoài miệng không dám nói. Chị khoan chị. Cái gì? Chị dài cái gì cho nó dễ hiểu xíu được không chị? Tôi tóm lại á là mấy người là cái đồ rảnh. Rảnh rỗi, xinh nông nổi. Đẹp quá. Đúng là một thân hình nóng bỏng. Má ơi, buồn mặn vậy. Đẹp trai quá. Quá nam tính. Nam tính. Yêu thật rồi. Yêu thật rồi.